em vừa test thử những cặp loa 450V MK Mark 2. Nhưng với cái những cặp loa ngày hôm nay em lên sóng để giới thiệu với các bác. Đây là những cặp loa em bán thành lý, giá chỉ, các bác biết bao nhiêu tiền không ạ? Giá chỉ rẻ tầm nửa tiền so với những cặp loa tuyển chọn bên em thôi. Đây là những cặp loa em dồn lại cả hàng năm trời mới có được 5-6 cặp này, thì các bác cũng đã chốt 2 cặp em chuyển đi rồi, còn lại 4 cặp đây. Đấy, nó cũng đều như nhau cả các bác nhá, đều là tình trạng như thế này. Thùng thì nó hơi xấu hơn nhưng bên em cũng đã cho anh em làm vệ sinh. Nói chung là độ đẹp, hình thức ngoài thì trông nhìn qua qua cũng gần như là những hàng tuyển chọn rồi, đúng không ạ? Đấy, gần đạt được như hàng tuyển chọn. Tuyển chọn thì nó sẽ đẹp hơn các bác. Đấy, để em gá tạm một lưới vào nó rơi ra. Đấy, gá tạm lưới vào nó rơi ra nhá. Đấy, lưới zin của nó này. À, thanh lý thì tả cho các bác nhá. Lưới zin này, thùng zin của nó này. Đấy, loa bát là zin hết này các bác nhá. Loa bát zin hết. Nhưng mỗi tội bát là nó sẽ xấu, ví dụ cái này một đôi này. Một đôi nó xấu là cái màng này nó hơi dập dập này. Đấy. Nhưng bên em đã trần và làm nó chắc đó. Cái điểm này nó rất là chắc, đánh thoải mái, không lò gãy nữa. Đấy. Đây, cái này rất là đẹp. Đấy, cái này đẹp nhá. Nhưng mà nó lạc lẻ vào em trò lẫn à. Ví dụ như đôi này thì cái này nó có vết này. Đấy, cái này thì không có. Đấy nhá, ghép thành một đôi này. Các bạn thấy chưa? Đấy, đấy là điểm lỗi. Rất đơn giản thôi, lỗi rất là nhẹ nhàng. Và tép thì là đều sử dụng tép của BIK nhá. BIK tép xịn nhá, tép zin. Đấy, nhưng mà tép nào nó cũng có những cái điểm thùng nhỏ nhỏ nhưng em đã cho keo và kín rồi. Không ảnh hưởng gì. Những cái tép này mới tép đẹp. Thì em về chất âm nó chẳng ảnh hưởng gì, nó vẫn như nhau. Đấy, đây, hầu như cái nào cũng có. Chính vì vậy đây là những cái tép mà em đã dồn ra. Các bác nhá. Nhưng mà quan đảm bảo với các bác là chất âm nó vẫn như như những cặp tuyển chọn, nhưng nó chỉ là xấu thôi. Đây là một cặp này, ví dụ cặp này là em đánh là số 2 chẳng hạn. Đây cặp số 2 này. Cặp này ví dụ là cặp số 3 này. Đấy. Số 3 hay số 4 thì đấy, cứ gọi theo. Sau em quay sau. Đây nhá. Cái bát này là cái nhĩ này em bẹp này. Đấy, em nắn lên này. Đấy, cái bát này nó cũng chẳng việc gì. Nó xấu xấu. Đó. Nó xấu. Nói chung là vẫn là ok. Mới từ đá này nó hơi sứt sứt mẻ mẻ một tí. Nói chung đây là những cặp loa bát em dồn ra. Đấy nhá. Đây, tép thì đều là tép xịn BK và đều có lỗ thủng nhỏ nhỏ. Cái nào cũng có vết. Đấy, gọi là hàng em dồn mà. Đây. Đấy. Chất âm thì em vẫn đảm bảo như những cặp lạch. Đấy. Và thấy chưa? Rồi, sau đến cặp này là cặp đây, một cặp này ví dụ em đánh là cặp số 5 chẳng hạn này. Một cặp. Cặp này thì cũng tép BK nhưng tép vuông. Bát của nó đây, bát của nó vết vết này nhưng mà nó không việc gì nha các bác nhá. Và đánh thoải mái mà dòng 450V nó rất là dày. Đây là do vận chuyển nó tì vào thôi. Bên này cũng vậy, bên này cũng zin, bên này mà rất là đẹp. Này bẹp tí dĩ nhĩ này thôi. Và cái này nó bị đứt nó chấm dâu rồi. Thế thôi. Tép thì rất đẹp, tép vuông. Tép vuông. Đấy, tép này hình như em thấy không bị thủng. Đấy, được nhá. Vâng, những cặp loa này giá chỉ 3.600.000 thôi các bác nhá. 3.600.000. Đấy, các bác mua cái này rẻ được nửa tiền luôn. Các bác có nhu cầu hãy alo cho em chỉ còn duy nhất 4 đôi. Cảm ơn các bác, các anh chị em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.